Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, công tác sơ tán di dời dân sống ở khu vực nhà xung yếu, nhà tạm đến nơi an toàn để tránh trú bão số 5 cũng được khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tối đa về người và tài sản. Lực lượng phường Nại Hiên Đông đã đến khu vực khối Nại Nghĩa và khối Nại Hiên 2B để hỗ trợ bà con đưa người và tài sản đến nơi trú bão. Đây là hai khu vực có nhiều căn nhà xuống cấp, không kiên cố, xung yếu và nhà tạm. Tuy nhiên, tại khu vực Nại Nghĩa, khi lực lượng đến thì nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, chưa chịu di dời vì chủ quan nghĩ trời chưa có hiện tượng gì. Lực lượng phải đến từng nhà vận động, giải thích cho người dân hiểu về sự an toàn khi di dời. Sau khi được nghe giải thích tận tình thì bà con cũng đồng tình vào chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc, nhanh chóng đến nơi trú bão. Hiện tôi đang đứng tại trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch nằm trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Nơi đây là nơi cư trú tạm thời của những người dân sống tại những khu vực xung yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, đã được lực lượng chức năng phường nhanh chóng tiến hời di dời về đây để đảm bảo an toàn cho người dân. Xe của phường đã vận chuyển nhiều đồ đạc của người dân đến trường. Tại các trường học khá rộng rãi, sạch sẽ, điện đèn đầy đủ, người dân mỗi người một tay đang tiến hành sắp xếp đồ đạc và kê bàn ghế thành chỗ nghỉ ngơi. Người dân rất yên tâm khi được trú bão tại đây. Nói chung là nhà đã xuống cấp rất nhiều. Xung quanh chúng tôi là những nhà dân, coi như là nhà nào cũng xuống cấp hết. Nhưng bây giờ là cơn bão số 5 tới rất lớn, nên như là nhà nước là tới huy động chúng tôi xuống đây để trú bão. Nhưng mà rồi là điều rất tốt, tại vì là xuống tới đây được rồi là trường lớp cũng không trang, nhưng mà chúng tôi trú được đảm bảo thì cũng tốt cho gia đình, nên như là cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã giúp đỡ chúng tôi, đưa di dời chúng tôi tới đây để trú bão. Trong đêm qua, phường Nại Hiên Đông di dời khoảng 20 hộ dân, gần 100 nhân khẩu sống ở khu vực nhà xung yếu. Bên cạnh đó, phường tiếp tục rà soát những hộ nằm ngoài kế hoạch vẫn còn cư trú tại những nơi dễ ảnh hưởng bão để tiến hành di dời đến trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch và hoàn thành việc di dời trong đêm qua. Đối với lực lượng triển khai này thì gồm có công an, dân quân, dân phố, dân phòng, rồi các lực lượng về mặt trận đoàn thể của phường. Thì tối hôm nay đã tập trung thực hiện rất là quyết liệt. Hiện nay thì tại các trường thì đã đảm bảo về cái điện, rồi nước, rồi các cái nhu yếu phẩm cần thiết, và bà con cũng phải đảm bảo về các công tác phòng chống dịch, là đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách theo quy định. Trước đó vào chiều qua, Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông đã bố trí 5 điểm tập kết cát trên địa bàn miễn phí cho người dân nhằm đáp ứng nhu cầu cát chặn giữ mái nhà, phòng chống bão số 5 của bà con.